Em mơ anh là của em, một lần gặp nhau trong mơ, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Ôi giấc mơ vì đâu thắm nồng, đêm nay cho này gặp anh. Một lần đường khuya thanh vắng, màn mưa giăng lối em ngồi bên anh ngàn lời muôn trao. Người nói đi một tiếng yêu, lòng ước mơ người biết chăng. Người đến trao em tình say, trong cơn mơ nào anh đâu có ngay. Cùng gió mây, cùng ánh trăng, tình em đây hiến dâng người. Nói một lời yêu em nhé anh yêu, để muôn đời ta luôn có nhau. Một ngày em say cơn. Mang về
dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Gọi tình lên
Thế thì xin đảm bảo giới thiệu là như vậy. Kính mời là Vũ Ngọc Tương, ra từ Bình Châu đâu có việc, Bình Châu mà chào vào cái này. Chú Bánh Đông. Bánh Đông. Các bạn công tái thì tập quán cái đó, đấy là ông Dương ở đấy, rất
mà đúng rồi, là vui mai là hôm nay lên đây đủ hết bạn đi đánh rồi, là vì đấy, cả bên thống cá, cả ốc lợn, và đồng thời là bắt tương về chỗ đi 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 bắt đầu là thống cá đâu, là thống cá của bạn, là những chủ quê ở đây là mọi người hôm nay lên tổ chức liên hoan. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời. Đó là cái lời thứ nhất, con bây giờ cái lời cuối cùng là chúng tôi có cái lời là gọi là xin dâu. Thì theo sự thống nhất của con gái á là xin dâu á, là đúng 10:30 á là ở đây ta là xuất quân. 10:30 cái đã được thủ tục bàn giao thập hương rồi nè, nhận lễ rồi nè, bắt đầu tôi có một đứa gái có ký trong cái hồ đó rồi nè. Mọi năm anh đã có thủ cổ một đuổi dây như là tháng năm đâu có ngờ nữa rồi, cũng báo cáo cả có biển kẻ rồi nó đang gà có lên giống mà có thủ cổ niệm hồ nhẹ của đô đó con có năm có tên độc tài năm trong tổ cũng nghĩa cả để cảm nghĩ nè. Cho nên cũng kính báo cáo cả ba cả ngư cả ô đóng biển kẻ rồi là cuối cùng rồi đấy đang hồ đến cái chỗ không có gì. Cho nên là tôi xin bày bày cho họ là nói thêm cái cụ thể như vậy để nó là cả biết cái tá tôi nói các ba đã cái cảm hồ đến đi rồi cũng tôi muốn cũng tôi thù cũng được gì đã cái này tôi đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là thể theo nguyện vọng thì bây giờ cho năm nay đang thẳng cũng rồi đi tháo cái lê đi đấy là họ nhà gái còn cái mông là đứa dâu về để gia họ này bác cùng kể từ cái giờ cũ trai đi họ lê quang và ông ba bức tường là thêm rể mới và họ bên nam á là sắp trở thành là con dâu của đấu ba nhưng tìm về với chú trẻ đứa về gia tân nhân đá thì đúng giờ 8:30 lúc cái chú bắt về đường cũng bắt tại đây nên là có đấy có cái gì đâu cái gì đâu cái năm gái là gái lại càng bên nhà tầm quán tầm duyên cứ đi cảnh đông rồi thôi hạnh phúc đời đời bên vực kiến là niềm vui.
nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm. Chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi.
chào đón toàn thể quý vị khách quý, quý anh chị bạn bè nam thanh nữ tú gần xa. Chúng ta đã đến với buổi lễ thành hôn của chú rể Trần Thắng và cô dâu Ánh Nguyệt trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hiện diện trên sân khấu bây giờ đây, cô dâu Ánh Nguyệt với bộ váy trắng cưới tinh khôi đang sánh vai cùng với chú rể lịch lãm Trần Thắng. Và lời nói đầu tiên, chân thành cho phép MC Thanh Yến xin được thay lời cho gia đình, xin được thay lời cho cô dâu và chú rể, và đặc biệt thay lời cho những người thực hiện chương trình đến từ tổ chức truyền cưới Mảnh Trù. Xin gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều những điều thú vị. Và một trong những điều thú vị mà chúng ta vẫn hay nhắc tới đó chính là tình yêu. Được yêu, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mỗi con người. Tìm hiểu yêu thương gắn kết tạo dựng là quy luật muôn đời trong kiếp nhân sinh. Và không nằm ngoài quy luật đó, chú rể Trần Thắng và cô dâu Ánh Nguyệt đã gặp gỡ và mến thương nhau. Để tạo hóa vun đắp cho tình yêu của họ, được sự đồng ý của hai bên gia đình, sự cho phép của chính quyền địa phương, thì ngày hôm nay đây, ngày 9 tháng 6 năm 2018, tức ngày 26 tháng 4 năm Mậu Tuất, chú rể Trần Thắng quyết định sang sinh cùng cô dâu Ánh Nguyệt và gia đình nhà trai ông Trần Văn Huân, bà Phan Thị Hương, kết tình thông gia với gia đình nhà gái ông Lê Quang Tường, bà Phan Thị Hồng. Và đến đây thì cho phép MC Thanh Yến xin được long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Trần Thắng và cô dâu Ánh Nguyệt xin phép được bắt đầu. Chị và các bạn thân mến, ca dao có câu: nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Và bây giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phan Thị Hương, là thân mẫu của chú rể Trần Thắng, cùng với một vị đại diện của phái đoàn nhà trai, với cây trầu trên tay, chúng ta sẽ bước lên sân khấu để chào đón tình cảm của toàn thể quý vị quan khách đã trở về trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Kiều Loan chấp nối từ hồng thời đây. Và kính thưa quý vị, mời trầu là một nét đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa cho tới tận mãi ngàn sau. Và miếng trầu không chỉ để là chào khách, mà miếng trầu còn kết tình thông gia giữa hai bên gia đình. Và hiện diện cho chân dấu bây giờ đây là tình cảm của người mẹ của chú rể Trần Thắng. Và để đáp lại tình cảm của người mẹ, xin mời một vị đại diện của phái đoàn nhà gái chúng ta sẽ bước lên đây để đón nhận cây trầu này. Chúng tôi đã chính thức giao dâu và nhận rể. Và xin quý vị hãy nổi lên một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời mẹ chúng ta sẽ mang cây trầu truyền tải những thông điệp này tới tất cả quý vị quan khách đã trở về trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì nhà gái đang ngân hoan mừng rể nào. Nhà trai phấn khởi đón giờ về, hai bên cha mẹ xin về, anh đi làm rể, em về làm dâu. Và trong buổi trưa ngày hôm nay đây, quý vị đã hiện diện trở về đây, và sự hiện diện của quý vị là để chúc mừng cho bên gia đình và để có đôi lời cảm tạ tới hôn trường, cũng như đôi lời phát biểu dặn dò hai con trước khi lên bệ gia thất. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời những ý kiến phát biểu đến từ vị đại diện của hai bên gia đình. Và đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện của phái đoàn nhà gái chúng ta sẽ bước đến đây để có đôi lời phát biểu sau dâu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hai họ, gia đình. Thưa các quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, thưa toàn thể bạn bè, nam nữ thanh niên của hai cháu, kính thưa toàn thể hôn trường, hai cháu Ánh và Thắng thì sau một quá trình đi làm ăn lập nghiệp, hai cháu gặp nhau, tìm hiểu, tâm đầu ý hợp và tự nguyện đến với nhau để cùng nhau xây dựng một tổ ấm, một gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Kính thưa quý vị, hôm nay thực sự là ngày lành tháng tốt. Sau khi được phép của chính quyền địa phương, của hai họ và gia đình, hai cháu tổ chức cái ngày mừng hạnh phúc trăm năm của lứa đôi. Thay mặt cho họ nhà trai, nhà gái, lời đầu tiên cho phép tôi xin cảm ơn và chúc sức khỏe tới hai họ, các cậu bác chú bác, các anh các chị và bạn bè của hai cháu có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt là trong
thời gian này mùa hè thì rất nóng nực, nhưng mà họ nhà trai đã tổ chức đón tiếp họ nhà gái chúng tôi trong một cái bầu không khí có thể nói vô cùng chân tình, ấm cúng và cũng hết sức vui vẻ. Kính thưa ai họ, kính thưa toàn thể hội trường, có thể nói ngày hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai cháu, bởi chính từ giờ phút này thì hai cháu đã chính thức trở thành là vợ là chồng, là một gia đình nhỏ vào nhau. Đồng thời cháu Nguyệt cũng chính thức được về làm dâu của họ nhà trai. Về phía cháu Nguyệt, tuy có lớn nhưng mà cũng có thể chưa có khôn về làm dâu họ nhà trai, thì chúng tôi cũng mong rằng được sự quan tâm giúp đỡ dạy bảo chỉ bảo của các anh các chị các ông các bà, để rồi cháu thực hiện và hoàn thành tốt cái trách nhiệm và nghĩa vụ của người con dâu hiền đối với họ hàng và gia đình nhà trai. Cuối cùng cho phép tôi thay mặt cho họ nhà gái xin chúc sức khỏe tới ai họ, các cậu ba chú bác, các anh các chị và toàn thể bạn bè của hai cháu luôn có nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, qua sông thì phải có đò, làm cha làm mẹ cũng dặn dò đôi câu. Và vừa rồi chúng ta được nghe những lời phát biểu rất ngắn gọn, xúc tích và đủ đầy đến từ vị đại diện của phái đoàn nhà gái. Và nhà gái đã có đôi lời thì nhà trai cũng có đôi lời xin thưa. Và tiếp đến chương trình, xin mời một vị đại diện của phái đoàn nhà trai chúng ta sẽ bắt đầu đây thì có đôi lời dặn dò hai con trước khi đi xa thất. Kính thưa toàn thể hốt trường, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị khách quý, lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho họ nhà trai xin gửi tới toàn thể hôn trường, quan viên hai họ, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin kính chúc buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của hai cháu Trần Thắng và Ánh Nguyệt Nguyệt thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, sau một thời gian dài, cháu Thắng và cháu Nguyệt quen biết nhau, tìm hiểu nhau, yêu thương nhau. Khi tình yêu đã đến độ chín muồi, hạnh phúc đã đơm hoa kết trái, các cháu đã quyết định đi đến hôn nhân. Thể theo nguyện vọng thiết tha của hai cháu, được sự chấp thuận đồng ý của hai gia đình, hai họ tộc, được sự cho phép của các cấp chính quyền địa phương sở tại, hôm nay họ nhà trai chúng tôi chọn giờ tốt, ngày tốt, tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Xin thay mặt cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn họ nhà gái đã chuẩn bị tận tình chu đáo và đưa dâu về cho họ nhà trai của chúng tôi đúng thời gian như đã định. Xin chân thành cảm ơn toàn thể hôn trường, quý vị khách quý đã bớt chút thời gian vàng ngọc để về đây tham dự buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Nhân buổi lễ này, một lần nữa xin thay mặt cho họ nhà trai xin kính chúc toàn thể quý vị luôn mạnh khỏe, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chúc cho tình nghĩa thông gia, hai gia đình, hai họ tộc ngày càng đoàn kết và mật thiết bên nhau. Xin chúc mừng hạnh phúc của hai cháu Trần Thắng và Ánh Nguyệt sống bên nhau thật hạnh phúc, mãi mãi yêu thương nhau trọn đời, luôn làm tròn bổn phận dâu hiền lễ thảo, sớm sinh quý tử để ông bà bồng bế vui duyên mới, không quên nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi là những lời phát biểu rất ngắn gọn, và hai bác chúng ta sẽ dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt được không ạ? Xin cảm ơn hai bác rất nhiều và chúc mừng cho trưởng gia đình nhà trai chúng ta đã có một cô dâu hiền. Kính chúc cho trưởng gia đình nhà gái chúng ta đã có một chàng rể thảo. Và kính thưa quý vị, song hành với buổi lễ thành hôn trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị một live show nhà đặc biệt chúc hạnh phúc cho chú rể Trần Thắng và cô dâu Ánh Nguyệt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giọng ca đầu tiên, đó chính là một tiếng hát của một người nghệ sĩ đến từ mảnh đất Kỳ Anh chúng ta đã trở về đây. Và xin được trân trọng kính mời tiếng hát của nghệ sĩ Sơn Nga Nam. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
nhẹ trên áo, đôi môi em gửi bao khát khao, mặt em vời vời đắm đắm trời cao. Em mong manh đường rừng cây chút rời lá, gió chiều bóng trượt sao xuyến ai không thôi. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Càng xa em, anh càng thấy yêu hơn. Vội mù rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế. Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Không có người, mặt đất hoa hoang vu. Đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất hoa hoang. Trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới, kỷ vật thiêng liêng nhất của tình yêu. Xuân xa
của những người bạn rất thân của chú rể. Đó chính là món quà của bạn Đầu Tuấn và bạn Quang Thành. Và xin mời món quà của bạn trai Đầu Tuấn và Quang Thành chúng ta sẽ bắt đầu trống. Và cũng xin được tất cả quý mời món quà của bạn trai Trương Thái và bạn trai Trương Hùng chúng ta sẽ kết được chiếc khấu để trao tặng cho cô dâu và chú rể. Xin kính chào tất cả các cô chú bác
và bạn bè có mặt trong ngày hôm nay để chúc mừng cho em trai của tôi cũng như là đứa nhân viên cùng công ty. Thì chị cũng không có những cái gì để chúc được nhiều với hai đứa em, chị cũng mong là hai em trong mong hạnh phúc và phải cố gắng nỗ lực hơn và hơn nữa để mới bước theo chị nha. Ok, cảm ơn tụi em rất nhiều và xin kính chào tất cả gia đình. Vâng, những tình cảm rất tuyệt vời đến từ cơ quan của chú rể và xin được trân trọng cảm ơn cô rất nhiều. Và kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình live show nhạc đặc biệt. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của anh Hồ Hải. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Tặng cô 10 ca khúc Tên Hồng của nhạc sĩ Nhất Sinh. Mình về Hà Tĩnh nghe anh, về nghe có vì sao mẹ
Tình yêu để khui rượu sâm banh trong ngày vui hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Xin mời cô dâu chúng ta hãy sắp thật mạnh lên đi ạ. Hai tiếng nổ đã vang lên. Chúng ta cùng rất lấy thăm trở của tình yêu nào. Vâng chào quý vị, dành tặng cho cô giáo và chú rể, thưa quý vị. Ôi tình yêu cho anh một tin đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương sự nồng kết nghĩa phù thề. Tình trao đồng thắm duyên sẽ về với nhau. Trăm năm số bằng mái đầu, nhớ câu hiệp tâm đầu từ đây. Và như vậy là cô giáo và chú rể đang tay trong tay rất lấy thắp lửa của tình yêu, rất lên ngọn nguồn yêu thương đã mang họ đến cặp bờ hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Dẫu nghèo huyền không đổi lòng, em ơi biết rằng
hôm nay. Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại 45 phút chương trình buổi lễ thành của toàn thể quý vị đã trở về đây. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ giải lao trong một ít phút và quay trở lại với những bản tiệc chúng ta cùng dự bữa cơm thân mật với gia đình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, cháu đề bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1, 2, 3 vô. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, tận rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy đà. Tiếng cười ai yêu
duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người vụn trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy nhà. Dồn tiếng cười ai vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Mãi mãi chúng ta khắc tên mình với